chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Kim Beauty Channel. Bây giờ đã là 11 giờ đêm ngày 30 Tết. Kim cũng giống như tất cả những bà mẹ khác, luôn tất bật dọn nhà, dọn cửa này, chăm sóc gia đình này, vun vén nhà cửa để mong làm sao đón một cái Tết thật là sạch sẽ này, gọn gàng này và mọi thứ đều được ngăn nắp. Kim đã cùng với gia đình đã sắm sửa cũng như là dọn dẹp nhà cửa suốt từ hôm 23 Tết. Cúng ông công ông táo xong ấy là mọi người đã bắt tay mỗi người một việc dọn dẹp này, rồi mua sắm những cái thứ cần thiết cho gia đình. Không biết là các bạn đi đón Tết như thế nào, nhưng mà với tâm lý ấy, thì Kim luôn muốn là ở trong gia đình mình, thứ nhất là tủ lạnh phải đầy thức ăn này, mang đến một cái sự sung túc cho một năm mới này, nhà cửa phải gọn gàng, rồi tất cả những cái bộ đồ mà mình cảm thấy mình yêu thích mình có thể sắm sửa về, rồi trang hoàng nhà cửa, trang trí làm sao cho nó thật đẹp mắt để đón một cái năm mới thật là may mắn. Bây giờ ngoài đường thì chắc chắn là cái không khí đón giao thừa đã rất là náo nhiệt. Năm nay tiếc một cái là vì dịch Covid-19 nên thành phố Hải Phòng cũng không thể bắn pháo hoa, vì vậy là cũng bớt đi một cái sự kiện trọng đại mà hàng năm mọi người đều mong chờ. Nhưng mà không sao cả, chúng ta có thể cùng nhau xem tivi, ngồi hàn huyên tâm sự, ôn lại những kỷ niệm cũ của một năm và mang đến những mong chờ của một năm mới. Nhân đây sắp tới 12 giờ đêm cũng là chuẩn bị sang canh, sang một mùa xuân mới này, một xuân tân sửu là may mắn và hạnh phúc. Thì Kim cũng muốn gửi lời chúc tới tất cả các bạn, tất cả những thành viên, những bạn trẻ đã vẫn đang theo dõi Kim trong suốt thời gian qua, một sức khỏe thật là dồi dào, gia đình thật là bình an trong năm mới. Và hy vọng rằng các bạn sẽ hãy tiếp tục ủng hộ Kim trong những dự án tiếp theo. Cảm ơn các bạn rất nhiều trong năm qua đã luôn ủng hộ và cho Kim động lực rất là lớn để làm tiếp những video tiếp theo. Cảm ơn các bạn, thật sự trong đáy lòng Kim rất là trân trọng và cảm thấy là mình thật là may mắn vì có các bạn ở bên cạnh. Chúc các bạn một mùa xuân thật là vui vẻ, chúc mọi người một Tết thật là ấm no, hạnh phúc, bình an, thịnh vượng, vạn sự như ý. Chúc mừng năm mới, hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.